trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Việt Thai, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Luận đàm thời sự trong tuần này cùng với tiến sĩ Đinh Xuân Quân, dược sĩ Phạm Khắc Khiêm và anh Võ Nguyễn Duy Khôi. Và trở lại với vấn đề một, với vấn đề sôi nổi nữa trong tuần này là cái chuyện mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố là sắp sửa sẽ có được một cái bản, một cái quy tắc ứng xử, một cái bộ quy tắc ứng xử trong vùng Biển Đông. Và nếu có được thì đây sẽ là một cái thỏa thuận, một cái biến cố lớn giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, phải không ạ? Tại vì từ mười mấy năm nay thì các nước ASEAN vẫn lúc nào cũng muốn có một cái bộ quy tắc ứng xử như vậy, nhưng mà Trung Quốc cứ cản đường. Nhưng mà cái bộ quy tắc ứng xử nó dựa trên căn bản nào? Thì chúng ta thấy rõ ràng là bộ quy tắc ứng xử này Trung Quốc nói là đã sắp sửa có mà Trung Quốc đưa ra, thì cái bộ quy tắc ứng xử này nó phải chấp nhận theo kiểu Trung Quốc, là nó phải chấp nhận tất cả những cái vùng Hoàng Sa, Trường Sa là cái vùng của Trung Quốc, bởi vì đó là Trung Quốc từ trước nay vẫn nhận cái đó. Thành ra với cái bộ quy tắc như thế đó, thì giả dụ mà Trung Quốc đưa ra đấy, thì các quốc gia Đông Nam Á sẽ không thể chấp nhận được, bởi vì sẽ đi vào trong cái trong cái vùng biển hoặc là vùng đảo của tất cả các quốc gia vùng Đông Nam Á, trong đó có cả Việt Nam, cả Philippines, cả Malaya, vân vân và vân vân. Điểm đó kể như là một cái deal breaker, không thể nào thỏa thuận với nhau trên điểm đó. Cái mà Trung Quốc nói như thế đó, là nếu mà mới nghe sơ sơ mà chưa phân tích kỹ đó, thì chúng ta tưởng là Trung Quốc là đối với thế giới rất là hiếu hòa, và Trung Quốc sẵn sàng như là chống lại những cái lực lượng nào mà muốn xen vào cái nội tình của khu vực ASEAN để khuấy động cái đó. Mà như thế, khi mà Trung Quốc nói như thế là Trung Quốc muốn ám chỉ là Hoa Kỳ bây giờ đang cho tàu đi khu vực đó, là đã xóa bỏ cái hòa bình và an ninh của tất cả cái khu vực đó, mà từ năm 2016 Trung Quốc là bảo tốt đẹp hơn. Một trong những cái điểm mà những cái điểm căn bản mà có nằm trong cái bản Declaration of Conduct từ mười mấy năm trước đó, là tất cả các bên nó cam kết là sẽ không có thay đổi cái hiện trạng trên biển, đâu ở yên đó. Thì đúng rồi. Có thể nào hai bên bây giờ giữa Trung Quốc và ASEAN, các nước ASEAN có thể đồng ý về chuyện đó không? Thì bây giờ thì mấy cái đảo nhân tạo hay sao? Có chấp nhận cái sự đảo nhân tạo là của Trung Quốc hay không? Yeah. Hay là phải dùng cái của tòa án trọng tài quốc tế nói là Trung Quốc không có quyền ở đó, thì nội cái đó thì dược sĩ Khiêm muốn nói đúng trên căn bản nào? Tức là có thể nào là mọi bên đều chấp nhận cái thực tế của năm 2017 chứ không còn là thực tế của năm 2000 nữa? Thì đó là cái chuyện mà nếu mà mình dựa trên, nếu mà luật pháp thật đó, thì làm sao mà chấp nhận được? Là tại vì từ khi anh không có gì, tự nhiên là anh thấy bây giờ là anh có thêm mấy cái đảo, thành ra đó là vừa đánh trống vừa ăn cướp. Là ở chỗ đó mình thấy là rõ ràng, nhưng mà cái luật pháp với cái principle nó rõ ràng lắm. Cái luật pháp quốc tế là Hoa Kỳ coi những cái đảo như không có, như là nghĩa là hại phận quốc tế. Đó là, nhưng mà muốn làm được cái chuyện đó thì phải có hải quân, phải có sức mạnh, phải có này kia, thì các nước ASEAN có làm được hay không? Đó là một. Cái thứ hai nữa là mình thấy là tự nhiên là ông Duterte này nói là đi qua bên Trung Quốc thì Trung Quốc sẽ không làm cái gì ở Scarborough, thì Trung Quốc để cho mấy ông đánh cá, Phi Luật Tân đánh cá ở đảo của mình. Bây giờ tự nhiên là bên kia nó thành của Trung Quốc, do đó là làm sao mà chấp nhận được cái chuyện đó là không có, từ không có thành có. Thành ra ở đây đó mình thấy rõ ràng là chưa có, từ cái chỗ mà không có vấn đề nó thành vấn đề, từ không có tranh chấp nó thành có tranh chấp. Thì do đó nó dù muốn dù không, về cái này đó Bộ Ngoại giao Hà Nội có lý, họ có lý, là tại vì dựa trên pháp luật hồi đó tới giờ có cái vùng này có bao giờ có tranh chấp đâu, thì bây giờ họ tự nhiên họ nói của họ thì nó thành tranh chấp. Cái chuyện đó không chấp nhận được. Cái chuyện đó là vì vậy đó, cái phán quyết trọng tài 2016 là rất là quan trọng. Và cái đó không quay trở lại được. Cuốn phim đó không quay trở lại được. Không có thể nào mà bây giờ nói là ai mà nói được là
vùng đó là của Trung Quốc. Tại vì tòa án trọng tài quốc tế đó bác rồi, nó anh không có làm gì đâu, tự nhiên cái đó là vùng của anh. Nếu Trung Quốc đưa cái đề nghị, các nước ASEAN chấp nhận cái thực tế hiện giờ, đổi lại là Trung Quốc sẽ không có bành trướng thêm nữa, họ chỉ giữ bảy đảo đó thôi, thì cái đó có thể các nước ASEAN có thể chấp nhận được. Thực ra thì chấp nhận hay không là tùy theo các nước ASEAN có sức mạnh hay không. Chứ bây giờ Trung Quốc nếu mà không có sức mạnh thì Trung Quốc vẫn bồi đắp đều đều thêm các đảo khác, các nước ASEAN nói được gì. Bởi vì bây giờ chúng ta nhìn thấy rõ ràng một điều là khi mà Trung Quốc bồi đắp như thế, Úc có nói gì đâu. Nếu mà không có sức mạnh thì tất nhiên các quốc ASEAN không có, có phản ứng được cả. Nhưng mà bây giờ nó có một điều là ở bên ngoài là Nhật Bản cũng đâu có muốn là Trung Quốc khống chế như thế. Tại vì Nhật Bản cũng đã hỗ trợ cho Philippines, cho Việt Nam về tàu. Và Hoa Kỳ cũng không muốn điều đó. Bởi vì hàng năm ấy, 5.000 tỷ đô la nhưng đi qua. Nhưng trong trường hợp nếu Philippines được cái sự bảo đảm của Trung Quốc là sẽ không có lấn vào vùng Scarborough, thì có thể là Philippines sẽ chấp nhận cái việc sự có mặt của Trung Quốc ở bảy đảo như vậy. Cái việc mà của Philippines nó chỉ là một nước trong cái khối ASEAN thôi. Và bù lại trường hợp Việt Nam chẳng hạn, nếu có cái lời cam kết là Trung Quốc sẽ không có lấn vào vùng biển Hoàng Sa, thì Việt Nam có thể chấp nhận Trung Quốc ở lại trong năm đảo nhân tạo. Thực ra chúng ta nhớ một điều này, mặc dù chúng ta nói là Cộng sản Việt Nam là Cộng sản theo từ trước nay bị ảnh hưởng của Trung Quốc, nhưng mà những người lãnh đạo Cộng sản Việt Nam cũng không đến độ mà chúng ta gọi là bán nước, đến mức độ mà chấp nhận cái đó. Đó là cái điều mà Cộng sản Việt Nam rất là sợ, cho nên Cộng sản Việt Nam cũng không thể nào chấp nhận ngoài mặt được. Có thể ngầm thì chúng ta không biết, bên ngoài là không chấp nhận được. Philippines cũng vậy mà thôi. Bây giờ giả dụ bây giờ Philippines thì Việt Nam muốn như thế, nhưng mà cái đường lưu thông quốc tế đó, Mỹ với lại Nhật Bản cũng đâu có muốn. Đấy là điều mà chúng ta phải nhìn thấy. Cho nên bây giờ đó, chúng ta thấy là Nhật Bản với Mỹ bắt đầu tập trận hải quân mà có tính cách là nó kỹ thuật cao hơn nữa, để có thể tự vệ hoặc là tấn công để bảo vệ cái con đường huyết mạch. Đấy là điều mà chúng ta thấy rõ ràng, không ai có thể nói rằng nhờ tôi chấp nhận, mà bây giờ các anh ở bên ngoài các anh không thể nào mà các anh xía vô được, bởi vì đây là cái hải lộ quốc tế. Cái chuyện nó quan trọng ở đây nó là cho vậy, dù muốn dù không đó là Hà Nội cũng có một cái chính sách rõ ràng mà lúc nào đó họ là cái người biết về cái lời hứa của Trung Quốc. Đúng rồi, họ hứa. Có bao giờ mà Tập Quang Bình á, cái miệng một ông tổng bí thư kiêm tổng thống nói là chúng tôi không bao giờ quân sự hóa các cái đảo hết, rõ ràng là họ quân sự hóa tất cả những gì. Chúng tôi không có xây đảo thì chỉ có cái đảo nó xây, thì mình thấy rõ ràng là chơi với người Tàu đó là họ là cực kỳ hiểm và lắc lẽ. À, nói một đằng làm một nẻo, thì mình thấy rõ ràng là họ bao giờ cũng lợi dụng cái mà gọi là sức mạnh và cái sức nghĩa là lấy thịt đè người đó của họ đó để ăn hiếp mấy cái nước nhỏ. Nhưng mà bây giờ Hoa Kỳ nó nhảy vô thì có dám ăn hiếp hay không là một chuyện khác, mà Hoa Kỳ có đủ dám thì vì vậy tôi nói là tôi đang mong đợi coi cái Trung Quốc sẽ làm một cái chơi xấu cái gì đối với Hoa Kỳ trong những cái ngày mà mới ông tổng thống Trump mới làm tổng thống, thì rồi để thấy có ông Trump sẽ trả lời sao. Thì đây là tôi nghĩ là kỳ này đó thì là có thể, vì trong cái chính phủ của Hoa Kỳ bây giờ có nhiều ông tướng thì không biết là các ông này có sẵn sàng không, thì họ cũng biết cái kinh nghiệm trong quá khứ hai ông tổng thống mới lên là bị thử sức liền. Thì ông nội ông Trump này tới đâu, và nếu mà nói là người ta có tin được những cái lời nói của Trung Quốc không, thì về ngoại giao lúc nào người ta cũng cười hết, nhưng mà không ai tin được Trung Quốc hết. Nếu mà nói như vậy, nhất là Hoa Kỳ thì cũng không có phải là quá dại hay là quá ngu hay không đủ sức để tin Trung Quốc, nhưng mà họ làm cách nào để kiềm chế cái đó, và làm cách nào là một cách nghĩa là tốt đẹp để khỏi tránh cái việc đánh nhau, chứ không phải là không. Thì
Việt Nam cũng ở trong cái thế đó. Thì nếu mà mình hỏi người Việt Nam mà đừng có nói ra ngoài miệng đó, thì mình nói ở trong nhà đó thì không có ai tin Trung Quốc hết, đúng không? Thì mình thấy là ở đây thì ASEAN cũng vậy, mà ASEAN đó, Trung Quốc thọc Campuchia được để phá ASEAN được, thì ngược lại trong cái vấn đề mà nói là chấp nhận cái COC của Trung Quốc đó, thì Việt Nam cũng có thể phá được, tại vì phải đồng thuận. Do đó là cái chuyện mà gọi là Trung Quốc nói lên là chúng tôi có COC rồi đó, thì cái chuyện đó đối với tôi là cái chuyện tuyên truyền, cái chuyện đó là tạm giam. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Luận Đàm Thời Sự trong tuần này, và chúng tôi sẽ còn tiếp tục trở lại với đề tài này trong những chương trình sắp tới. Xin kính chào quý khán giả. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần Báo Việt Thai, Thế Giới Trong Tầm Tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.